Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 23, Tri lùng nội gián 03. Tú Ngọc mẫu đơn lâu, ưm 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 ưm, ưm 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 ưm, gian phòng số 5 ở mẫu đơn lâu, bên trên giường gấm có một người bị trói gô lại, ngoài miệng bị dán giấy vỏ dâu, vẫn đang u ớ quát mắng. Một người khác lạnh lùng đứng bên cạnh lẳng lặng cầm chén trà uống, một tiểu tỷ áo đỏ đứng bên kia nhịn hết nổi mà che miệng cười, hắn đang nói gì vậy? Người uống trà lạnh lùng đáp, chắc vẫn là mấy câu vớ vẩn đại loại như thả ông nhà ngươi ra. Tiểu tỷ áo đỏ bật cười khanh khách, nhìn người trên giường, ta nghe nói hắn là cường địch vô cùng lợi hại, đánh với Tôn chủ được vài trăm chiêu, còn là chồng chưa cưới của Bạch tỷ tỷ nữa. Tôn chủ giỏi hơn hắn trăm lần người uống trà mặc áo trắng, đeo dao găm bên hông, chính là Bạch Tố Sa, hắn chỉ là một tên ngốc. Tiểu tỷ áo đỏ nói, Hồng tỷ tỷ bảo tỷ trông hắn, nếu hắn chạy mất thì nhất định sẽ làm khó dễ tỷ đó. Bạch Tố Sa thản nhiên đáp, cho nên ta sẽ không để cho hắn chạy mất. Chỉ Vân nằm trên giường lại không u ớ nữa, trợn hai mắt lạnh lùng nhìn lên xà nhà, cũng không thèm cựa quậy. Tiểu tỷ áo đỏ bưng một chén tổ yến lên rồi chậm rãi lùi ra. Bạch Tố Sa nắm dao găm trầm chậm, chậm đi đến mép giường, nhìn Chỉ Vân đang bị phong bế võ công và trói gô lại. Chỉ Vân lạnh lùng liếc nàng một cái rồi nhắm mắt ngậm miệng, coi nàng là một tảng đá. Năm ấy lần đầu gặp gỡ, người này ngông cuồng lỗi lạc, một đao của hắn có khí thế ngăn cản thiên quân vạn mã, có điều, cho dù là lúc hắn rực rỡ trói sáng nhất, nàng cũng chưa từng yêu hắn. Bạch Tố Sa nhìn Chỉ Vân không chớp mắt, Nàng muốn một người đàn ông mạnh mẽ hơn nàng, có thể dẫn dắt nàng tiến về phía trước, tiếc thay con người nàng vốn đã quá mạnh mẽ rồi. Chỉ Vân là một đứa trẻ võ công rất cao cường, mà nàng lại không đủ kiên nhẫn chờ đợi đứa trẻ ấy lớn lên, trở thành một cường giả. Nàng sờ nhẹ lên miếng giấy vỏ dâu dán ngoài miệng Chỉ Vân, sau đó đứng thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cách một lớp giấy, ngón tay nàng vẫn cảm nhận được một vệt ấm áp. Chỉ Vân nhắm mắt, rốt cuộc Bạch Tố Sa là kiểu phụ nữ gì? Cho đến giờ hắn vẫn chưa từng nghiêm túc tìm hiểu, ấn tượng ngày trước cũng hết sức mơ hồ, chẳng qua là con gái Bạch Ngọc Minh mà thôi. Con gái Bạch Ngọc Minh lẽ ra phải là thiên kim tiểu thư xinh đẹp võ công gà mờ hoặc là tiểu thư khuê các ngại ngùng yểu điệu chứ? Cớ sao lại là nữ nhân phản bội gia đình không chớp mắt, lại còn gia nhập tà giáo tay nắm trọng binh? vợ của chỉ vân hắn sao lại là kiểu phụ nữ này chứ? Có điều, nếu không phải bà la sát này tâm cơ thâm độc lạm sát người vô tội, thì mẫu phụ nữ này tốt hơn nhiều so với thiên kim tiểu thư hay tiểu thư khuê các. Chỉ tiếc vì sao nàng lại gia nhập phong lưu điềm chứ? Chỉ vân đột nhiên mở mắt ra, bạch tố xa không nhìn hắn đăm đăm như hắn tường. Trong lòng hắn chợt tràn đầy bất mãn, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì đây? Trong lòng ta đang nghĩ gì, nếu ngươi đoán được, biết đâu ta sẽ gả cho ngươi bạch tố xa phóng tầm mắt nhìn về phương xa đột nhiên lạnh lùng nói đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không bao giờ đoán được còn chỉ vân đang nghĩ gì nàng lại có thể đoán rõ mồn một chỉ vân bỗng hừ một tiếng dồn sức thổi bay miếng giấy vỏ dâu dán miệng mình ra ho khan khụ khụ lão tử chân chất như vậy à bạch tố xa chậm chậm quay đầu lạnh lùng nhìn hắn đang nằm trên giường vậy ngươi thấy sao theo ta thấy lão tử dù có đơn thuần như cây cải trắng thì cũng còn tốt gấp trăm ngàn lần cây ngữ đàn bà vong ân phụ nghĩa không biết liêm xì chỉ vân lạnh lùng nói mẹ nó chứ người đúng là đồ cặn bã bạch tố sa giơ tay lên cho hắn một cái bạt tai chỉ vân trợn mắt gồng lên à đàn bà thối khốn nạn bạch tố sa lại giơ tay lên ngươi nói thêm một chữ ta tát ngươi một cái muốn ăn bao nhiêu cây tát thì xem cái miệng ngươi chỉ vân lại chửi ầm lên mẹ nó chứ người thấy ông chỉ đây bị người ta dọa nạt bao giờ chưa còn mụ thối tha kia mặt bạch tố xa vẫn toàn toàn vô cảm một cái tát nữa lại nặng nề rơi xuống mặt chỉ vân khiến gò má hắn lập tức đỏ bầm lên đúng lúc chỉ vân tưởng ả à đàn bà thối tha này sẽ cho mình một trường chết tươi tại chỗ thì bạch tố xa đột nhiên thu tay lại ngoài cửa vang lên tiếng cạch một cô gái mặc áo xanh chầm chậm bước vào tố, tố ngươi đang làm gì đấy? Bạch Tố Sa thản nhiên đáp, không có gì. Cô gái áo xanh kia đi rất nhẹ nhàng, chỉ vân gắng gượng hé con mắt sưng húp ra, chỉ thấy người này da trắng như tuyết, dùng nhan thanh tú, trông thật quen mắt. Một lúc lâu sau chỉ vân mới à lên, hắn nhớ ra người này là ai rồi. Cô gái áo xanh này chính là gia kỹ khiến hách văn hầu bỏ rơi vợ con, mà sau khi hách văn hầu chết, cô gái này bị người áo đen gầy tì bà cướp đi tên là a thùy nàng chính là mẹ của phụng phụng dưới ánh nến cô gái áo xanh nhẹ nhàng bước vào dung mạo vẫn đoan trang như xưa so với nét buồn man mác của hồng cô nương trong trèo của bạch tố sa mỹ lệ của trung xuân kế thì còn kém xa nhưng nàng có thần thái khiến người ta nhìn cũng thấy an lòng bình yên chỉ vân liếc nhìn nàng rồi quay đầu đi tuy tướng mạo của cô gái này chỉ ở mức thanh tú nhưng còn mang theo nét đẹp nội liễm, bớt nhìn đi thì hơn. Hắn bị điểm huyệt đạo rồi, sao còn phải trói lại nữa? A Thủy đến bên mép giường, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, là hắn trói à? Bạch Tố Sa thản nhiên đáp, đúng vậy, A Thủy cởi dây trói ra, nếu gặp hắn thì cứ bảo là ta cười. Bạch Tố Sa bưng bắt tổ yến kia lên uống một ngủm, ngươi xưa nay vẫn to gan lớn mật, đừng tưởng tôn chủ luôn dung túng cho ngươi biết đâu có mày. A à, Thủy cười nhẹ, ngươi đang nhắc nhở ta đấy à? Bạch Tố Sa quay đầu đi, lạnh lùng nói, không phải nhắc nhở, mà là cảnh cáo đó. Cậy mình được tôn chủ dùng ái mà hành động tùy tiện, đến một ngày nào đó không còn ai bảo vệ thì ngươi sẽ bị đám đàn bà si mê hắn xé xác thành trăm mảnh. A à, Thủy khẽ mỉm cười, ta là người mang điểm xấu, bị xé thành trăm mảnh có khi lại là chuyện tốt với mọi người. À, đúng rồi, ta đến báo cho ngươi biết tối nay đường công tử đến dự hồng môn yến, phủ thúy nói muốn người bày binh bố trận, giết đường công tử. Hồng môn yến nguyên là bữa tiệc hạng vũ mời Lưu Bang đến định giết, nhưng cuối cùng lại mềm lòng và để Lưu Bang chạy mất. Ý nói bữa tiệc mà chủ nhà đặt sẵn mai phục muốn hại khách. Bạch Tố Sa đặt bát tổ yến lên bàn, thản nhiên nói, ô, ngoài tiểu hồng ra, đông công chúa cũng đổi cách khác để thử xem ta rốt cuộc có phải là nội gián khiến thanh sơn nhai thất bại hay không à? sóng mắt a thủy khẽ lay động có thể bạch tố sa lạnh lùng hỏi người cũng muốn thăm dò xem ta có phải nội gián hay không à? a thủy khẽ cười có khi trong lòng bọn họ ta mới là người dễ làm nội gián nhất chẳng qua khó nói mà thôi vậy cũng đúng người và chúng ta vốn không chung đường bạch tố sa thản nhiên nói tốt nhất ngươi quay về quét phòng cho Tôn chủ đi, đừng để hắn về không thấy ngươi lại nổi cáu." A Thùy gật đầu, liếc nhìn Chỉ Vân rồi chậm chậm rời đi. Chỉ Vân thấy nàng ta đi rồi, bỗng hừ hừ nhổ nước bọt ra đất, Bạch Ngọc Minh mà nghe được mấy câu này của ngươi, chắc chắn sẽ nổi giận tự vẫn ngay tại chỗ. "Muốn giết Đường Lệ từ á, mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày à?" Bạch Tố Sa vẫn không đổi sắc, lạnh lùng nói, "Mẹ ta hiền lương thục đức." khác ta một trời một vực người tức giận có thể mắng ta mắng mẹ ta làm gì chỉ vân tức đến nghẹn họng lại bị nàng sửa lưng hiếm khi rơi vào tình cảnh đuối lý không cãi nổi thế này bạch tố xa rút đoạn giới đao ánh đao lóe lên lạnh lùng vì sao ta không giết được đường lệ tư muốn giết người đâu nhất thiết phải dùng võ công giống như bây giờ ta muốn giết ngươi nàng kề lưỡi dao sát cổ chỉ vân nhẹ nhàng cắt ra một vệt máu thì cực kỳ đơn giản. Chỉ Vân lạnh lùng nhìn nàng giống như nhìn một người điên. Đúng lúc này cánh cửa lại khẽ vang lên một tiếng cạch nhỏ, một người đi vào phòng. Dù người này bước vào nhưng Chỉ Vân lại không nghe thấy gì, tức là mắt thấy người này đi vào nhưng tay lại không hề cảm nhận được, âm thanh lọt vào tay chỉ là tiếng mở cửa mà thôi. Bạch Tố Sa quay đầu lại nhìn người vừa bước vào. Người này mặc xiêm áo màu hồng, bên trên thêu hoa đào, kiểu dáng tao nhã đường thiêu tinh xảo vô cùng. Nàng đi một đôi giày thiêu màu trắng đính minh châu, dáng người cao gầy mảnh khảnh, là một cô gái trẻ tuổi dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bạch Tố Sa hờ hững nói, Tây Công Chúa, cô gái mặc xiêm y màu hồng đào kia khẽ gật đầu, đêm nay đường lệ tư nhất định sẽ đến cứu kẻ này, người tính thế nào? Bạch Tố Sa giơ đoạn giới đao đang cầm trong tay lên, lưỡi đao sau khi nhuốm máu lại lóe lên tia sáng xanh lục lấp lánh dị thường ta đã hạ xuân thủy bích lên người kẻ này, đường lệ tư chỉ cần chạm vào hắn là chúng độc ngay. Sau đó ta sẽ sắp xếp 18 người vây giết, đợi y thoát khỏi trùng vây ta sẽ giả vờ cứu giúp rồi kết liễu y. Cô gái mặc áo đào không ừ hữ gì, đôi mắt sáng khe xoay, nghe nói tiểu hồng từng hạ thuật dẫn huyền nhiếp mệnh với y nhưng không thành công. Bạch tố sa đáp, ai mà biết nàng ta đã dốc hết sức chưa? nhưng trên đời cũng có người trời sinh không hiểu âm luật thì cũng đành bó tay thôi cô gái áo đảo nhận đoạn giới đao từ tay nàng liếc nhìn rồi bất ngờ nói kế hoạch tối nay ngươi không cần ra tay đâu nàng cất giọng nhàn nhạt pha thêm mấy phần dịu dàng để ta ra tay được rồi bạch tố xa liếc nhìn nàng lấy lại đoạn giới đao rồi hơi khom người xuống tuân lệnh công chúa cô gái mặc áo đảo chắp tay ra khỏi cửa từ khi nàng bước vào phòng đến khi ra vẫn không nhìn chỉ vân lấy một cái. Người vừa rồi là ai? Chỉ vân vẫn nhìn chằm chằm người kia, không nhịn nổi tò mò, nàng ta là nam hay nữ? Bạch Tố Sa nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, nàng ta giống đàn ông chỗ nào à? Chỉ vân đáp, nàng ta giống hệt nhất đào tam sắc của thất hoa vân hành khách, ta đánh với tiểu tử đó một lần rồi, đương nhiên nhận ra. Bạch Tố Sa ngạc nhiên hỏi, người nói nàng ta chính là nhất đào tam sắc chỉ vân trợn mắt nhất đào tam sắc mà ta biết là nam còn nàng ta là nữ có khi là anh em ruột ánh mắt bạch tố xa tối dần trầm ngâm nói đó là tây phương đào phong liêu điểm có đông và tây công chúa phủ thúy là đông công chúa còn tây phương đào là tây công chúa hóa ra nàng ta chính là nhất đào tam sắc nhưng mà dường như trong đầu nàng phút chốc hiện lên vô vàn nghi vấn mà không trả lời được. Ánh mắt thay đổi mấy lần, chậm rãi nói, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói ra. Nói đến đây lập tức điểm huyệt câm của chỉ vân nhanh như gió. Đêm nay, trong đại sành thường trà của Tú Ngọc Mẫu đơn lâu có hai cô gái đang ngồi, một người áo trắng vấn tóc không cài châm, một người mặc áo xanh ngọc bích đeo vòng ngọc. Cô gái áo trắng tú nhã như tiên, cô gái áo xanh thì mập như heo một xinh đẹp một xấu xí vô cùng nổi bật, khiến những khách uống trà ngồi xung quanh đều lấm lét ngó nghiêng rồi ghé tay nhau bàn luận. Hai người đang đợi đường lệ từ, nhưng không ngờ đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi tú ngọc mẫu đơn lâu, chăng đã lên giữa trời mà vẫn chưa thấy mặt mũi đường lệ từ đâu. Hồng cô nương trầm ngâm nhìn nước trà trên bàn đã sớm lạnh ngắt, con heo sữa quay trước mặt phủ thúy giờ chỉ còn xương trắng. Lấy xương răm xỉa răng, phủ thúy cười lạnh, không lẽ chúng ta đều tính sai cả rồi. Đối với y, chỉ vân thật ra không thể coi là mùi nhử. Hồng cô nương nhẹ nhàng cắn môi dưới, hoặc là mùi nhử quá rõ ràng, cho nên y không dám tới. Nhưng với bản tính tự tin của đường lệ từ, cũng không đến nỗi. Nàng mới nói được một nửa đột nhiên ngẩn ra, không đúng, nhất định y đã tới rồi. Phủ thúy ẩm ừ, là sao? Hồng cô nương đứng lên, ta và ngươi sơ xuất khinh địch, mau lên lầu xem có xảy ra chuyện gì không. Phủ Thúy còn chưa đáp lời thì trên lầu đã có người chạy xuống, hồng cô nương. Đêm nay không có ai xông vào tú ngọc mẫu đơn lâu, nhưng mà không thấy A Thủy đâu, trên bàn trong phòng tôn chủ còn lưu lại một bức thư. Phủ Thúy vươn tay ra, rõ ràng còn cách đến hai trưởng, người kia chợt cảm thấy mắt mình hoa lên, lá thư trên tay đã biến mất. Phủ Thúy mở thư ra, là giấy thủy nhiễm tuyết tuyên hạng nhất. Chữ lại không quá đẹp, tuy nét bút ngay ngắn nhưng cách dùng mực và ngòi bút vẫn chưa tới, chính là chữ đường lệ tư. Trên lá thư viết, trăng thanh gió mát, Sương động lá sen, bên hồ phủ dung, gặp được giai nhân. Bàn mai rực rỡ, thập lý hồng đình, dưới gốc tương tư, lấy người đổi người. Chữ đường ký bên dưới lại vô cùng tiêu sái, ta tính đi tính lại chỉ nghĩ ra y đến điểm hẹn, mà lại không ngờ y lại nhờ người lén truyền thư, dụ A Thùy ra ngoài. Hồng cô nương nghiến răng, làm sao y biết nha đầu kia là, là. Nàng ngoảnh đầu đi, không muốn nói thêm nữa. Liễu nhãn có tướng mạo tuyệt đẹp, còn mang khí chất âm trầm mị hoặc rất riêng, hành sự lại phóng khoáng tùy ý, khi thì dịu dàng chu đáo, khi thì lại lãnh đạm như băng, khi thì hào phóng tiêu sái, khi thì thâm trầm u uất toàn những điểm khiến nhiều cô gái trẻ tuổi mới bước vào đời thần hồn điên đảo. Mà Liễu Nhãn lại còn tài hoa phong lưu, biết đánh đàn làm thơ, phổ thơ thành nhạc, càng khiến người ta say mê như điếu đổ. Hồng cô nương xinh đẹp tâm cơ, đầy bụng kinh sách vẫn đổ gục trước Liễu Nhãn, thế mà Liễu Nhãn lại vô cớ đâm đầu u mê một người chẳng những dung mạo bình thường, lại còn không có tài năng, thậm chí bản thân còn không trong sạch, chính là gia kỹ nhà người khác phẫn phận vô cùng thấp kém, bảo sao nàng không ghen ghét căm giận cho được. Phủ Thúy cười ha ha, làm sao y biết nha đầu kia là người trong lòng của tiểu Liễu. Ta thấy Đường Lệ Từ cũng là khách xem hoa, không chừng kinh nghiệm cũng rất phong phú, chỉ liếc qua cũng biết tiểu Liễu với A Thủy có quan hệ gì, ha 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 ha. Hồng cô nương mặt mũi tái nhợt, âm thầm cắn răng, cúi đầu không nói. Phủ Thúy tặc lưỡi, đáng thương cho tấm lòng một người con gái. Dù người kia rõ ràng là tình địch, mà vì tiểu liễu ngươi vẫn phải nghĩ đủ mọi cách để đoạt nàng ta về. Thật ra trong lòng ngươi hận không thể giết chết nàng ta, thật là buồn quá, thương quá đi mất. Hồng cô nương hạ giọng nói, dù sao ngươi cũng chưa từng, chưa từng. Phủ Thúy cười to, ta chưa từng si mê lang quân tuấn tú nào nên không hiểu cảm giác trong lòng ngươi à. Năm đó khi ta còn thích đàn bà, ta thích ai thì tóm người ấy về, không theo thì giết thống khoái dứt khoát, nào có dây dưa phiền phức như vậy. Hồng cô nương cắn cắn môi, lờ đi không đáp, thần sắc giữa chân mày lại càng thêm uất ức. Mà nói chứ, vị tây mỹ nhân kia lại đi đâu rồi? Một cái chân ú na ú nần của phủ thúy gác trên ghế, thấy hồng cô nương phiền não, gã có vẻ hớn hở ra mặt, trên lầu xảy ra sai sót lớn như vậy, chẳng lẽ nàng ta không phát hiện ra? Ha ha, trên thang lầu, bạch tố xa trầm chậm bước xuống, hờ hững nói, không thấy A Thùy, cũng không thấy Tây Công Chúa đâu. Ta đoán nàng ta thấy A Thùy ra ngoài một mình nên đã nghi ngờ bám theo. À vậy nghĩa là, có lẽ chúng ta cũng không thua sạch sẽ đâu. Phủ Thúy thì càng ngày càng giống như một con heo mập đang ăn vụng thịt heo, biết đâu còn có cơ hội gỡ gạc lại vốn. Hồng cô nương nhíu mày, nàng dường như không hề tin tưởng vào chuyện Tây Phương Đào lần theo dấu vết A Thùy ra ngoài. chương 24, truy lùng nội gián không bốn trấn tú ngọc hồ phù dung đường lệ từ một mình ôm bầu rượu ngồi bên bờ hồ nở đầy hoa sen cạn chén rượu nhạt mắt ngắm hoa sen mũi người hương hoa cực kỳ thoải mái y nâng chén sứ trắng nhỏ xinh trơn bóng trên tay dưới ánh trăng lấp lánh như trâu như ngọc mà bình rượu nhỏ cổ mảnh eo thon vẽ hạc trắng nằm trên đất cũng thanh nhã tuyệt luân chỉ hai món đồ này thôi đã là báu vật hiếm thấy trên đời đường lệ từ với tay xuống hồ ngắt lấy một đài sen vừa uống rượu vừa bóc hạt sen gương mặt hây hây đỏ vô cùng đẹp đẽ một người chậm chậm đi từ xa tới đường công tử thật có nhã hứng đường lệ từ bày thêm một chén sứ nhỏ nữa mỉm cười mời a thủy cô nương ngồi tối nay mạo muội mời khách thật sự không còn cách nào khác xin cô nương thứ lỗi a thủy khẽ cười đường công tử nhờ người đưa tin nói tối nay cho ta gặp con không biết nó hiện giờ nó không ở đây không dám giấu diếm hôm nay đường lệ từ mời cô nương đến đây là có ý đồ khác đường lệ từ rót cho nàng một chén rượu đây là ngẫu hoa thúy uống không say đâu a à thủy ngồi xuống đất cả một hồ sen chìm trong bóng đêm như cảnh tiên trong mộng gió mát lùa tới mùi rượu thanh đạm ngọt ngào quanh quẩn giữa không trung trong một thoáng ngẩn ngơ cho người ta cảm giác như thật như ảo Ta biết hôm nay đường công tử mời ta tới đây là vì chỉ vân chỉ công tử. Nàng uống một ngụm ngẫu hoa thúy, rượu này vào miệng trong lành ngọt mát, không hề có mùi rượu, còn phảng phất vị đắng của hoa sen. Người muốn dùng ta để đổi lại chỉ công tử trong tay hắn. Không sai, đường lệ từ bóc một hạt sen đặt vào tay nàng, cho nên tối nay không có đứa bé nào cả, là ta lừa cô nương. Nó vẫn khỏe chứ, A à, Thủy nhẹ nhàng hỏi, dẫu trong lòng đã sớm đoán ra kết quả này nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mát lâu lắm rồi ta chưa được gặp nó không biết nó còn nhớ ta không từ ngày cô nương nhờ cậy đến nay cũng đã hơn năm tháng trôi qua đường lệ từ hòa nhã nói chẳng mấy mà biết nói có điều e là nó đã không còn nhớ cô nương nó đi theo đường công tử nhất định sung sướng hơn là ở với ta a thủy đưa mắt ngắm hồ sen dung nhan thanh tú ẩn chứa vẻ mỏi mệt vì bước sâu vào hồng trần cũng an toàn hơn là đi với ta đôi mắt đường lệ từ khẽ vụt qua một tia khác thường y nâng chén rượu lên uống cạn cũng nhìn ra hồ sen khác với vẻ ủ rũ của a thùy ánh mắt y luôn đầy rẫy phức tạp lúc này đây lại càng biến đổi khó lường nếu như nếu gì cơ a thùy khẽ hỏi nếu có một ngày nó không may bị ta liên lụy hại chết thì sao đường lệ từ thong thả hỏi cô sẽ hận ta chứ a thùy lắc đầu người trong giang hồ nào có ai bảo vệ ai cả đời được công tử nhận lời ủy thác cả đời ta không quên ơn ta sẽ không hận ngươi nhưng nếu nó chết thì ta cũng không cần sống nữa nàng thản nhiên nói a thùy là người mang theo điềm gở ta sống trên đời này chỉ vì muốn nhìn nó lớn lên bình an vui vẻ vô lo vô nghĩ dù không thể tự tay nuôi dạy nó nên người nhưng vẫn mong một ngày nào đó sẽ có duyên ở cùng nhau lỡ như nó chết ta nàng ngắm hoa sen ánh mắt vô cùng bình thản ta có sống cũng chẳng để làm gì chỉ cần đường lệ từ còn sống con cô sẽ không chết đường lệ từ tự rót thêm một chén uống một ngụm nhỏ a à, thủy cô nương làm người trong sạch dù đã chịu khổ nửa đời thường không được sống theo ý mình nhưng vẫn luôn có những người cảm thấy cô rất tốt cũng có người mong cô vĩnh viễn được sống mong cô luôn mỉm cười và hạnh phúc ai cơ a Thủy nhàn nhạt mỉm cười người nói liễu nhã à không đường lệ từ nhặt lên chiếc chén sứ nhỏ màu trắng mà nàng uống rượu xong vừa đặt xuống đất thong thả rót ra nửa chén ngẫu hoa thúy a Thủy nhìn y không chớp mắt chỉ thấy y nâng chén rượu lên uống đặt môi vào vị trí nàng vừa chạm vào ban nãy đôi môi hồng hào tươi đẹp ngậm lấy chén sứ trắng ngần như ngọc, vành chén nhẵn nhụi cứng rắn càng tôn lên nét mềm mại trên đôi môi y, bầu không khí ngập tràn trong hương rượu, y ung dung uống chén rượu kia, ta nói là ta. A à, Thủy không đáp, vẫn lặng lặng nhìn đôi môi hồng tươi đang nhấp rượu của y, một lúc sau mới dịu dàng nói cảm ơn. Đường lệ từ uống rượu xong, lại nhẹ nhàng ngậm chén rượu cắn cắn. Gương mặt y thanh tú, hàm răng tựa như chuỗi ngọc, nhẹ nhàng ngậm chén. Gió thổi qua sen, lá xanh dập dờn, hai người nhất thời im lặng. Một lúc sau, chợt nghe một tiếng rắc khe khẽ, chén sứ trắng trong miệng đường lệ từ mẻ đi một miếng. Y cắn mảnh vỡ kia, nhe răng mỉm cười, khóe môi bị mảnh vỡ cứ rách diện ra một giọt máu, giống như hạt xương đỏ thắm đọng trên cánh sen giống như một con hồ ly trắng như tuyết đặt cạm bẫy rồi nằm bên cạnh liếm môi chờ con mồi xa lưới chính là hương vị hoa lệ biếng nhác lay động lòng người lại tràn đầy âm mưu như thế a à thủy a à lên sao vậy đường lệ từ nhẹ nhàng ngậm mảnh sứ vỡ kia rồi chậm rãi thả nó vào cái chén bị y cắn vỡ nâng ống tay áo lên lau đi giọt máu nơi khóe miệng vị bằng hữu nào đang ẩn mình trong hồ sen kia vậy đường mỗ thất kính rồi thì ra ban nãy y cắn vỡ chén xứ là vì có người nấp trong hồ sen bê ắn ra một ám khí nhỏ xíu, bị y đỡ được. Nhưng vết thương khi rơi xuống núi còn chưa lành, chân khí chưa điều hòa nên đỡ ám khí xong thì hơi chấn động, mới cắn vỡ chén xứ. Gió lùa qua lá sen, trăm ngàn bông sen trong hồ thướt tha duyên dáng giống như trăm ngàn mỹ nhân yểu điệu, hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc là ai nấp bên trong. A à Thủy quay đầu lại khẽ cười. Tây công chúa, sâu trong hồ sen, một người đạp lá sen bay lên, phong thái diễm lệ, thong thả đi về phía bờ. Áo màu đào xinh đẹp thanh tú, tay áo phất phơ, người đứng giữa hoa sen, cưỡi lên sóng biếc, tựa như thần tiên, chính là Tây công chúa của phong lưu điềm, Tây Phương Đào. Đợi nàng đi gần đến bờ, bỗng dưng thoáng ngơ ngẩn, "Là ngươi?" Đường Lệ từ đưa tay phải lên, giữa hai ngón tay kẹp một cây châm vàng cực mạnh bản thân y cũng hơi bất ngờ, Tây Phương Đào cô nương. Vị Tây Phương Đào Tây công chúa này, chính là hoa khôi mấy năm trước y dùng một chén ngọc châu để hẹn gặp ở Đài Chu Tước Huyền Vũ, vừa hỏi được tên họ đã bị một người áo đen bịt mặt cướp đi mất. Nhưng nếu Tây Phương Đào chính là Tây công chúa của Phong Lưu Điềm, thì cớ sao nàng lại được chọn làm hoa khôi giá ngàn vàng ở Đài Chu Tước Huyền Vũ? mà dạy theo lời bạch tố Sa thì tây công chúa của phong liêu điềm vì tu luyện một môn kỳ công nên từ nam biến thành nữ nếu tây công chúa vốn là đàn ông thì không thể được chọn làm hoa khôi ở đài chu tước huyền vũ a à, thùy từ đầu đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng quen thuộc khác với hương sen nên biết là tây phương đào thấy hai người nhìn nhau kinh ngạc nàng hỏi hai người quen nhau sao châm vàng cô nương ném ra không hề mang theo ác ý ta xin được đoán cô nương có lời muốn nói phải không? đường lệ từ thấy sắc mặt tây phương đào hơi lạ, liền nói tiếp: đường mộ không coi cô nương là địch, nếu có lời muốn nói thì chưa ngại ngồi xuống uống với ta một chén rượu. y lấy từ trong tay áo ra một cái chén nhỏ, rót cho nàng một chén. a à, thùy, tây phương đào thong thả ngồi xuống, nhưng không uống rượu. rốt cuộc y là người tốt hay kẻ xấu? nàng hỏi câu này, a à thùy khẽ cười đường công tử thông minh cơ chí, tuy thường xuyên không muốn biểu lộ tâm ý thật của bản thân, nhưng đương nhiên là người tốt. Tây phương đào ngắm nghía đường lệ từ thật kỹ, nhưng y không phải kiểu hiệp khách coi thiên hạ là trách nhiệm của mình, cũng không giống thánh nhân sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu chúng sinh khỏi khổ nạn, cớ sao phải nhúng tay vào chuyện trong giang hồ. Cớ sao phải đối đầu với phong lưu điềm, mưu đồ thật sự trong lòng ngươi rốt cuộc là gì? Đường lệ từ liếc nhìn Tây Phương Đào, cười khẽ, ta chỉ muốn làm người lương thiện. Nói không chừng, ngươi chính là người đáng để đánh cược một phen. Tây Phương Đào thông thả nói, ngươi có thể ép Tiểu Hồng nổ tung dư ra kiếm trang, có thể giúp Huyền Úc Nguyệt đán lập công trạng muôn đời bất diệt, không chừng có thể hủy diệt phong lưu điềm. Nàng nhìn cây châm vàng nhỏ xíu trong tay đường lệ từ, trong phong lưu điềm có một bí mật cực lớn. Bí mật gì? A à, Thủy bỗng chấn động, Tây Công Chúa, người biết bí mật đằng sau cánh cửa kia sao? Tây Phương Đảo không đáp, một lúc lâu sau mới nói, đường công tử, người có biết Đông và Tây công chúa của phong lưu điềm đã luyện kỳ công nhan như ngọc, luyện đến tầng thứ 9 thì nam hóa nữ không? Ta không biết, đường lệ từ mỉm cười, trên đời có chuyện lạ như thế sao? Nhưng ngay từ đầu ta đã là nữ, Tây Phương Đào thông thả nói, nhất đào tam sắc của thất hoa vân hành khách vốn là nữ. Vậy vì sao mọi người đều nghĩ cô vốn là nam?" Đường Lệ từ ôn hòa hỏi, "Từ trước tới nay, cô vẫn luôn giả làm nam sao? Ta không muốn dựa vào sắc đẹp để tranh giành những thứ mà mình có thể lấy được bằng thực lực bản thân." Tây Phương Đào thản nhiên nói, "Ta biết rõ mình là mỹ nhân, chuyện này bản thân không thể lựa chọn, nhưng thực lực của ta nổi trội hơn dung mạo rất nhiều." Cô nương cũng là một vị nữ trung hào kiệt, Đường Lệ từ mỉm cười nhìn nàng, nhưng rốt cuộc thất hoa vân hành khách đã gặp chuyện gì? vì sao cô nương trở thành tây công chúa mà mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành lại trở thành con rối giết người? bởi vì bọn họ không phải phụ nữ. tây phương đào lạnh lùng đáp: trong phong lưu điềm có một cánh cửa, không ai biết sau cánh cửa kia rốt cuộc là gì. bề ngoài thì phong lưu điềm là do liễu nhãn thao túng, nhưng thật ra nắm giữ vận mệnh của những người trong phong lưu điềm có hai kẻ một là liễu nhãn và những viên thuốc của hắn, người còn lại, ở phía sau cánh cửa. Liễu nhãn chẳng quản chuyện gì hết, có hai người thống lĩnh và ra lệnh trong phong lưu điềm, một là tiểu hồng, một là phủ thúy. Mà những gì phủ thúy truyền đạt lại đều là ý của người sau cánh cửa ấy. Mặt nàng hoàn toàn vô cảm, người phía sau cánh cửa và phủ thúy đều thích đàn bà. Tiểu Hồng dùng thuật dẫn huyền nhiếp mệnh khống chế mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành nhưng bọn họ không phải gái đẹp nên chỉ có thể làm con dối giết người còn ta nhờ có dung mạo xinh đẹp nên người sau cánh cửa kia rất thích gã tặng ta thần công nhan như ngọc đợi ta nam hóa thành nữ thì lăng nhục mà ta vẫn là nữ căn bản không luyện được công phu kia tuy mặc đồ nữ nhưng mọi người đều nghĩ ta là đàn ông liễu nhãn có biết chuyện này không đường lệ tự ôn hòa hỏi còn những thiếu nữ áo trắng si mê liễu nhãn kia liệu có bị người sau cửa lăng nhục Không, những cô gái này u mê liễu nhãn đến khờ dại. Tây Phương đào lạnh lùng nói, các nàng thà tự sát chưa nhất định không cho người sau cửa lăng nhục Trong phong lưu điềm còn có những hồng y dịch sứ, người sau cửa chỉ tin dùng những người này. Hồng y dịch sứ do gã trực tiếp chỉ huy, đã luyện thuật mê huyễn, yêu mị cùng với nhiếp hồn trận pháp. Một cánh cửa kỳ lạ một gã đàn ông tìm kiếm cảm giác thành công trên thân xác đàn bà. Đường lệ từ nói, chỉ e kẻ trốn sau cửa không hề thần bí đáng sợ như mọi người nghĩ. Ta đoán, gã nhất định thiếu hụt chỗ nào đó, hơn nữa còn cực kỳ ghen tị với liễu nhãn. Tây phương đào khẽ gật đầu, nội tình phong lưu điểm phức tạp, muốn diệt trừ trong một lần không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa những Bạch Y Dịch Sứ và Hồng Y Dịch Sứ kia có không ít người xuất thân từ danh môn chính phái trên giang hồ, một khi lột khăn che mặt ra sẽ khơi lên ân oán lớn hơn nữa. Lại thêm Tinh Quỳ Cửu Tâm Hoàn lưu lại chất độc cực mạnh, trừ phi tìm được thuốc giải, bằng không tất cả những người trúng độc đều trở thành lực lượng ngầm của Phong Lưu Điềm. Tuy Bích Lạc Cung thắng được một trận ở Thanh Sơn Nhai, nhưng cũng không lung lay được gốc rễ của Phong Lưu Điềm đường công tử là người thông minh hẳn phải biết tiếp theo nên làm gì mấu chốt nằm ở thuốc dài của tinh quỷ cửu tâm hoàn cùng với hai người liễu nhãn và kẻ nấp sau cửa đường lệ từ mỉm cười đào cô nương gửi gắm việc này cho ta là có ý định rời đi sao tây phương đảo im lặng trong giây lát nằm vùng phong lưu điềm không phải chuyện dễ dàng ta đã mệt mỏi lắm rồi nàng chậm rãi nói tiểu hồng đã sớm hoài nghi ta mấy hôm trước ta mạo hiểm xông vào phòng tiểu hồng lúc nửa đêm tuy chúng mấy mũi tên độc nhưng cũng lấy được vài bình thuốc nàng lấy trong ngực ra ba bình xứ nhỏ màu sắc khác nhau có lẽ trong số này có thuốc giải thuật dẫn huyền nhiếp mệnh mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đã trúng độc nhiều năm ta từng nghĩ đủ mọi cách cứu họ nhưng mãi không thành công đường công từ hẳn là sẽ nghĩ ra cách thử nghiệm huỳnh đệ với nhau nhiều năm vốn không nên bỏ đi lúc này nhưng nhất đào tam sắc không thể vùi thân trong phong lưu điềm. Nàng lẳng lặng nói, lấy sức một mình ta mà vung kiếm trông đỡ thì chỉ có kết cục chết dưới loạn đao của hồng y dịch sứ, bạch y dịch sứ. Ta không muốn chết một cách vô nghĩa, cho nên, mọi chuyện xin nhờ cậy đường công tử. Nằm vùng mấy năm trong phong lưu điềm, cô nương thật đáng khâm phục, có thể bình yên rời đi vẫn là kết cục tốt nhất. Đường lệ từ mỉm cười, nhưng trước khi đi, Ta có thể hỏi cô nương một chuyện không? Chuyện gì? Đôi mắt Tây Phương đào khẽ xoay chuyển, dung nhan của nàng có thể gọi là rực rỡ, nhưng sâu trong đáy mắt lại thấp thoáng nét tiểu tùy. Tung tích của Xuân Sơn mỹ nhân châm, Đường Lệ Từ nói, vật này liên quan đến tự do của một người, cô nương có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào để trao đổi vật này với Đường Lệ Từ. Xuân Sơn mỹ nhân châm, Tây Phương đào hạ giọng, vật này không đổi, tạm biệt. Nàng phất tay áo rời đi, bóng lưng phiêu giật tan vào màn đêm. Tây công chúa hóa ra lại là nhất đào tam sắc nằm vùng trong phong lưu điềm nhiều năm. Chuyện lạ trên đời đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. A à Thủy khẽ thở dài, ta vẫn nghĩ nàng ăn ý với đông công chúa lắm, cũng là tâm phúc của người sau cửa kia. Đường lệ từ khẽ cười, A à Thủy, cô không cần lo chuyện đấu tâm cơ. Đi cùng ta thôi, sáng sớm mai đổi người ở thập lý Hồng Đình. Ta đổi người lấy người với Liễu Nhãn." Y đứng dậy, "Ta có một chuyện nữa muốn hỏi cô, cô có biết gần đây Liễu Nhãn đã chôn cất một người, xây một môi mộ không?" "Mộ?" Đôi mắt A Thùy khẽ xoay chuyển, "Mộ gì cơ? Cô là người gần gũi nhất với hắn, ta nghĩ nếu hắn chôn cất một người thì trừ cô ra, có lẽ sẽ không ai để ý." Đường Lệ từ nhẹ nhàng nói, "Cô đã bao giờ thấy một cỗ quan tài băng màu lam, trong đó đổ đầy nước từ suối băng?" Người bên trong bị mổ ngực, không còn trái tim Quan tài băng màu lam A à, Thủy Hiệp Trung suy nghĩ cẩn thận Quan tài băng màu lam Ta không nhớ hắn đã từng trôn cất ai Cũng chưa từng thấy quan tài băng màu lam Nhưng trước khi hắn lên đường đến Thanh Sơn Nhai đã dừng lại ở bồ đề cốc hai ba ngày Không cho phép ai bước vào quấy dây Bây giờ phong liêu điểm đã chuyển đi Ta cũng không rõ sắp dọn đến nơi nào Nếu hắn thật sự trôn cất một người nếu không chọn vườn hoa của phong lưu điềm thì sẽ chôn trong bồ đề cốc bồ đề cốc ở đâu đường lệ từ phất tay áo chắp ra sau lưng tiến về phía trước phiêu linh mi huyền a à thủy khẽ cau mày ta có thể vẽ bản đồ cho ngươi Cư điểm của phong lưu điềm vốn nằm ở phiêu linh mi huyền bồ đề cốc là một sơn cốc nằm sau phiêu linh mi huyền đa tạ đường lệ từ đi thẳng về phía trước không ngoái đầu lại cũng không nói gì nữa Người nằm trong quan tài băng màu lam chắc hẳn là một người vô cùng quan trọng với y. A à Thủy đi sau lưng đường lệ từ, lần đầu tiên gặp y, nàng cảm thấy y có hào quang rạng rỡ, ôn nhã phong lưu. Mà mấy tháng sau gặp lại, đường lệ từ vẫn rực rỡ sang chói như xưa, vẫn ôn nhã thong dong như trước, thậm chí đã trở thành nhân vật có danh tiếng địa vị hiển hách trong giang hồ. Nhưng nàng cảm thấy vầng chán y, ngoài vẻ phức tạp vốn có, còn thêm nét uất ức vậy thì giống như một người vốn có một trăm chuyện phải bận lòng này đã biến thành một trăm chuyện tuy không thêm nhiều lắm nhưng lại khiến trách nhiệm y gánh trên vai trở nên nặng nề đến thế nặng nề đến nỗi khiến một người vốn có phong thái nhẹ nhàng ung dung tự nhiên thoải mái mà nay trong từng hơi thở đều phảng phất mang theo nỗi buồn bực uất ức và ủy hoài nhưng chẳng qua chỉ là ủy hoài mà không phải mệt mỏi đến nỗi muốn buông tay. Y vẫn tiến về phía trước bằng bước chân nhanh nhẹn, không hề dừng lại. Tựa như dù có một trăm chuyện, một trăm mười chuyện, một trăm hai mươi chuyện khó khăn phải bận lòng, Y vẫn có lòng tin mình đủ sức giải quyết từng chuyện một. Chỉ cần kiên trì cố gắng đến cuối cùng, rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nàng đi theo sau lưng Y, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Y, bỗng cảm thấy có chút khâm phục, có chút đau lòng lại có chút cảm xúc phức tạp khó giải quyết từ từ dâng lên. Y đã từng là người như thế nào? Và sắp trở thành một người như thế nào? chương 25, quan tài băng màu lam 01 Ngày hôm sau trời vừa hưởng sáng, dưới thập lý hồng đình, hồng cô nương, bạch tố sa và phủ thúy đã mang theo chỉ vân vẫn bị trói gô như cũ để đổi lại A Thùy trong tay đường lệ từ. Liễu nhãn vẫn mất tâm mất tích như thường lệ, chẳng biết hắn đã đi đâu, mà quá trình đổi người lấy người cũng vô cùng thuận lợi. Dù phong lưu điểm đã mai phục hơn 10 sát thủ ở thập lý Hồng Đình, nhưng mãi cho đến khi đường lệ từ mang theo chỉ vân rời đi, Hồng cô nương vẫn chưa tìm được cơ hội hoàn hảo để giết người, đành phải để y đi. Đường lệ từ đúng là đối thủ không thể coi thường. Bạch Tố Sa hờ hững nói, nếu có một ngày giết được y, nhất định sẽ cảm thấy mình đã đạt được thành tựu lớn. Hồng cô nương hận đường lệ từ thấu xương, vẻ mặt lạnh lẽo như xương giá, chẳng nói chẳng rằng. Mà phủ thúy lại cười ha hà, giao dịch xong rồi, mọi người về thôi về thôi, muốn giết đường lệ từ thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Bạch tố xa xoay người lại dẫn đầu đoàn, đi được vài bước bỗng nắm đao dừng lại, tây công chúa đi mà không từ biệt ai, hình như người rất vui nhỉ. Phủ thúy thì hì hì, hừ, người thấy ta vui lắm à. Bạch Tố xa khựng lại một thoáng rồi tiếp tục tiến lên, không trả lời. Hồng cô nương đi theo sau lưng nàng, hai người cùng leo lên một cỗ xe ngựa màu trắng của Phong Liêu Điềm rồi biến mất sau tấm rèm cửa. Phủ Thúy cười khà khà nhìn theo cỗ xe ngựa màu trắng đi xa. Nhà đầu Tố Nhi này ngày càng làm gã ưng cái bụng, có lẽ gã nên đề nghị với người kia thay nha đầu Tiểu Hồng đi, để Tố Nhi ngồi vào vị trí của Tiểu Hồng, biết đâu còn làm tốt hơn Tiểu Hồng. Nhà đầu tiểu hồng thông minh thì thông minh thật, đẹp cũng đẹp thật đấy, nhưng ngàn vạn lần không nên là người của liễu nhãn. Khi chỉ vân được cởi dây chói, nhổ mảnh vải nhét trong miệng ra, đường lệ từ đang mỉm cười uống trà, nhìn hắn bằng thần thái ung dung bình tĩnh lại còn văn nhã lịch thiệp. Thẩm lang hồn mặt không đổi sắc ném dây thừng chói chỉ vân xuống đất, phụng phụng thì đang đứng trên ghế, hai tay nắm chặt lấy thành ghế lắc lắc không ngừng, hớn hở nhìn chỉ vân khi một người bị trói gô lại một cục quả thực trông giống một quả cầu không phân biệt được đầu đuôi. chỉ vân nghiến răng nghiến lợi nhìn đường lệ từ đường lệ từ đáp lại bằng một nụ cười càng thêm ôn hòa. đã thấy khá hơn chưa? chỉ vân xì một tiếng tệ lắm. hắn lạnh lùng liếc xéo đường lệ từ. còn ngươi thấy sao? đường lệ từ nhấp một ngụm trà ngon có mùi hương thanh thả cảm thấy cũng không tệ lắm. Ả à, đàn bà thối tha ấy bảo hạ cái xuân thủy bích gì đó lên người ta, nghe nói chạm nhẹ vào là trúng độc, nhưng xem ra ả à, chỉ nói khoác là tài. Chỉ vân vận động chân tay đang tê dần, lão đảo đứng lên, lão hồ ly gian trá thành tính nhà ngươi, ngay đến chất độc tinh quỷ cửu tâm hoàn còn không giết nổi, cái thuốc xuân thủy bích quen đấy chỉ là muỗi. Đường lệ từ nhìn hắn loạn trọn đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên ta không trúng độc vì độc trên người ngươi đã giải từ lâu rồi. Cũng không phải bạch tố xa chỉ biết khoác lác đâu, ngươi vừa lòng chưa? Chỉ vân hừ hừ, sao ngươi lại có thuốc giải? Đường lệ từ mỉm cười, bí mật. Chỉ vân hỏi tiếp, làm sao ngươi biết trên người ta có độc? Đường lệ từ lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, phong lưu điềm giỏi dùng độc, con tin lù lù trong tay chả lẽ lại không hạ tí độc. Rõ như ban ngày chúng không hạ cỡ 30-50 loại kịch độc lên người ngươi là đã khách khí lắm rồi. Ý ngươi là à đàn bà thối tha kia ra tay nể tình lắm rồi à? Chỉ Vân lạnh lùng hỏi. Đường lệ từ đặt chén trà xuống, nếu ngươi có lòng nghĩ như vậy thì quá tốt rồi. Tiếc thay ngươi cứ khăng khăng cho rằng người khác xấu xa tội ác tài trời, nên ta cũng hết cách. Ây! Chỉ Vân, dâng trà. Chỉ Vân nổi khùng, dâng trà. Đường lệ từ phất tay áo, lười nhác chống cằm, vì ngươi mà ta phải thức trắng một đêm, dâng trà, sau đó đi mua ít đồ ăn về đây, ai cũng đói lắm rồi. Tay chân chỉ vân vẫn chưa hết đau nhức, kịch độc tuy đã giải nhưng toàn thân dã rời, nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Đường lệ từ chống cằm phất tay áo, mỉm cười, còn không mau đi. Chỉ vân đành phải quay đầu, hậm hực bỏ đi. Thẩm lang hồn nhàn nhạt nói, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm. Đường lệ từ đưa tay ấn lên bụng, chân mày lộ vẻ mệt mỏi. Không sao, đêm qua có kẻ rình mò ở đây à? Thẩm lăng hồn đáp, có, nhưng chỉ là hai tên trộm vặt thôi, bị ta ném vào nha môn rồi. Hắn thoáng ngừng lại giây lát, ta còn tưởng đêm qua ngươi sẽ xông vào hồng môn yến, lách tha lách thách trở về với máu me đầm đìa trên người. Xông vào là tác phong của chỉ vân, không phải của ta. Đường lệ từ mỉm cười, máu me đầm đìa, lôi tôi vật vã thì có hơi nhếch nhác đối mặt với kẻ địch hay bạn bè thì đều phải đi nhẹ nói ghé cười duyên mới có người mời ngươi uống trà thẩm lăng hồn thản nhiên nói ha ha cái này không phải người ta hay gọi là gian xào hả đường lệ tư còn chưa kịp trả lời thì phụng phụng đột nhiên hua tay múa chân lay lay lưng ghế vô cùng hớn hở a a e e thẩm lăng hồn bật cười ha ha xem ra có người hiểu ngươi lắm này chân mày đường lệ từ giãn ra, cười mà như không. Mà nói chứ, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Bước tiếp theo, ta phải đi phiêu linh mi huyền, tìm một môi mộ trong bồ đề cốc. Ngoài ra, ta không thấy bóng dáng liễu nhãn đâu, với tính cách hắn bây giờ thì nhất định đang âm mưu chuyện gì đó. Một ngôi mộ, người muốn tìm thi thể Phương Chu, hắn đã bị chôn vào lòng đất, chưa biết chừng thi thể đã bị chuột bỏ gặm nhấm tan nát hết rồi. Ngươi còn chưa chịu buông bỏ hy vọng sao? Ừ, vẫn chưa nhìn thấy xương trắng trong quan tài, Đường Lệ từ mỉm cười, thế nào gọi là buông bỏ hy vọng? Biết đâu, hắn sẽ chôn thẳng quan tài băng chứa đầy nước suối băng xuống đất. Biết đâu hắn chôn đúng chỗ có chất đất đặc biệt, có thể bảo quản thi thể không bị phân hủy. Trên đời này thiếu gì chuyện lạ đâu? Thẩm lang Hồn không trả lời, liếc nhìn y rồi chậm chậm thở ra một hơi rất dài chợ phiên trấn cửu phong. Bộ áo trắng trên người chỉ vân vừa bẩn vừa tả tơi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn trái ngó phải xem trên đường có chỗ nào bán rượu thịt không. Đáng buồn cho hắn, trấn cửu phong chỉ là trấn nhỏ heo hút với một con phố xinh xinh lát đá xanh, từ đầu đến cuối phố dài không quá 20 trượng. Ngoài sạp nhỏ bán lòng gà ra thì ban ngày ban mặt còn chẳng có lấy một tiệm bánh bao. Hắn dám cá là đường lệ từ đang sửa lưng hắn, mà sự thật đúng là như vậy khi hắn đã lượn qua lượn lại được hai ba vòng, không biết quay về phải ăn nói làm sao thì đột nhiên trông thấy một người, hơ. Ven đường có một người áo tím đang dắt ngựa, chân mày hơi nhíu, dường như đang ôm một bục yêu sầu không thể nguôi ngoai, nghe tiếng hắn thì ngẩn ra, chỉ vân. Chỉ vân cười ha hả tiểu nha đầu họ chung, người đến tìm hồ ly tóc trắng đúng không? Đi theo ta, đối với hắn thì Trung Xuân Kế chỉ là một con rùa nhỏ vô vị nhàm chán, nhưng lúc này đây nàng lại trở thành cái cớ tuyệt vời để lấp liếm chuyện hắn không tìm được rượu thịt, tất nhiên là mở cờ trong bụng rồi. Vì sao lúc muốn gặp phải tìm kiếm cực khổ như vậy, đến khi không mong gặp nữa thì quay đầu là thấy. Trung Xuân kế hoang mang nhìn chỉ vân hiếm khi mỉm cười với nàng, thật ra lúc này nàng không muốn gặp đường lệ tư, nhưng trong lòng không muốn gặp thì có thể tránh được sao? Có lẽ sau lần từ biệt này mỗi người sẽ đi một ngả, nàng sẽ không bao giờ gặp lại y nữa. Bình thuốc nằm trong ngực đã được thân nhiệt nàng ủ ấm, người khác không thể dễ dàng phát hiện ra nó, nhưng thứ nước lạnh lẽo trong bình đâu thể dùng hơi ấm mà che đậy được. Lưỡng lự trong giây lát, nàng mỉm cười gượng gạo với chỉ vân, đường công tử dạo này có khỏe không? Người trên đời này có chết sạch thì hắn vẫn sống khỏe. Chỉ vân lành lạnh nói, đi nào. Trong trạch viện hoa lệ ở chấn cửu phong, Thẩm Lang Hồn đang nói dở câu chuyện với Đường Lệ Từ, chợt nghe ngoài của có tiếng chân của hai người. Sau đó, Chỉ Vân xài bước tiến vào dẫn theo một người sau lưng. Ở thì trên phố phường ở trấn cửu Phong không bán rượu thịt, nhưng ta mang về một người, chắc ngươi sẽ thấy thú vị đấy. Đường công tử Trung Xuân Kế né tránh ánh mắt Đường Lệ Từ. Ta Trung Cô Nương quả là thần cơ diệu toán, thiên hạ bao la rộng lớn mà đi đâu cũng tình cờ gặp được chúng ta. Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: Lần này có chuyện gì quan trọng vậy? Đường Lệ từ mỉm cười. Chung cô nương cũng đi về phương Nam, chỉ là trùng hợp cùng đường với chúng ta thôi. Thẩm huynh không cần để bụng. Y đứng dậy, vất nhẹ ống tay áo mời cô nương ngồi. Trong phòng không phải chỉ có một cái ghế y đang ngồi, ngoài ghế của Phụng Phụng và Thẩm Lang Hồn ra vẫn còn ba cái ghế trống nữa. Nhưng y lại đứng lên nhường chỗ khiến cõi lòng Trung Xuân Kế không nén nổi cảm giác mình được chiều chuộng muôn phần vô thức mồi xuống. Ta, ta, nàng lấy lại bình tĩnh. Ta chỉ truy tìm tung tích của sư phụ vừa khéo lại chung đường với Đường Công Tử. Thì ra là vậy. Đường Mỗ có thể giúp cô tìm kiếm tung tích của Tuyết Tuyến Tử. Đường Lệ Từ nói nếu nhận được tin tức, ta sẽ báo ngay với cô nương có được không? Trung Xuân Kế gật đầu rồi lại đột nhiên lắc đầu ngây người lúc lâu mới mở miệng, thật ra ta. Tìm sư phụ cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là ta không biết rốt cuộc mình phải đi đâu. Từ ngày rời khỏi thanh sơn nhai, nàng dường như đã lạc mất phương hướng mình muốn đi. Trước đây hành tàu giang hồ vì mục đích gì, đến hôm nay đã không còn nhìn rõ nữa. Chỉ cảm thấy đất trời rộng lớn, trăng sao thê lương, bạn bè tuy nhiều nhưng lại chẳng có ai để tâm sự giải bày. Rốt cuộc nàng phải đi đâu? phải làm gì nàng đi về giữa đất trời này rốt cuộc có ý nghĩa gì tất cả mọi thứ dường như đã trở thành câu đố thâm sâu khó lường đời người ngoài một vài vọng tường không thể thành sự thật ra thì chẳng còn chút ý nghĩa nào đường lệ tư mỉm cười nếu chung cô nương rảnh rỗi thì chi bằng đi chung với chúng ta y vừa mở miệng chỉ vân và thẩm lang hồn đều trợn trắng mắt nhìn y trung xuân kế ngần ra một thoáng Dường như câu nói của đường lệ từ lại làm nàng chìm vào mê man, chuyến này đường công tử định đi nơi nào. Đường lệ từ đáp, đi tìm một thi thể, cứu một mạng người. Trung xuân kế cúi đầu che đi hai gò má đang dần ửng đỏ, nhẹ nhàng nói, thì ra là vậy. Vậy xuân kế đương nhiên phải hết lòng giúp đỡ. Khóe miệng chỉ vân dần giật, thẩm lang hồn gần giọng ho khan. Chỉ vân vốn định mở miệng mắng, chuyện này chỉ vân thẩm lang hồn đường lệ từ còn không giải quyết được tiểu nha đầu họ chung nhà ngươi thò tay vào thì giúp được gì mẹ nó đúng là liều lĩnh bạt mạng nhưng thẩm lang hồn đã nhanh tay chặn trước tuy hắn chưa nói ra miệng nhưng trên mặt đã lộ rõ vẻ bực tức hoàn toàn không đồng tình đường lệ từ đến bồ đề cốc ở phiêu linh mi huyền tìm thi thể phương chu cho tiểu nha đầu này đi theo làm gì chẳng lẽ còn trông chờ nàng ta mở núi phá đá đào mồ quật mà sao mà thẩm lang hồn thì nhìn trung xuân kế không chớp mắt như muốn đục thủng một lỗ trên người nàng ta nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên với lời mời giữ người ở lại của đường lệ từ nhưng đây là đâu giữa thôn trấn vắng vẻ sao lại có một tòa nhà sang trọng thế này trung xuân kế đưa mắt nhìn xung quanh chỉ cảm thấy tòa nhà này trang trí xa hoa lộng lẫy bàn ghế chạm trổ tỉ mỉ hoàn toàn giống nơi ở của một gia đình giàu sang nhưng lại không có bóng dáng nô bộc nào đường lệ từ cuối người bế phụng phụng lên đây là nơi một người bạn cũ của ta ẩn cư mấy năm trước trấn nhỏ này vốn có phong cảnh tuyệt đẹp còn có một rừng mai lớn trung xuân kế khẽ nhíu mày nhưng bây giờ ta không thấy rừng mai đâu nữa là vì hắn đã thả một mồi lửa đốt trụi rừng mai rồi hỏa hoạn cũng đốt cháy mất nửa tòa nhà sau đó ta mới tu sửa lại thành dáng vẻ như bây giờ cõi lòng dối bời của trung xuân kế chấn động là người bạn viết thơ kia sao? Miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ là người bạn hạ độc ngươi rồi ném ngươi xuống giếng, còn châm thêm một mùi lửa sao? Hắn đối xử với người ác độc như thế, cớ sao nhắc đến người ấy ngươi lại không mảy may oán hận? Lẽ nào chuyện xảy ra năm đó, ngươi thật sự đã sai đến không thể biện bạch? Ừ, đường lệ từ bế phụng phục lên, chuyển sang cho chỉ vân, năm nào ta cũng đến đây một lần, tiếc rằng chưa bao giờ gặp lại hắn trung xuân kế hạ giọng thì ra là vậy chỉ vân đón lấy phụng phụng trên bàn còn lại nửa bát cháo hắn ngồi xuống thuần thục đút cho phụng phụng từng thìa một trung xuân kế thoáng ngây người thẩm lăng hồn mặt không đổi sắc nhìn nàng đường lệ từ lại có vẻ hơi mệt mỏi tim nàng vốn đã loạn nhịp giờ lại đập thình thịch như ngựa phi nhất thời chỉ muốn ném bình thuốc đang giấu trong ngực ra ngoài Đường Lệ từ chống cằm tựa vào tay áo, đôi mắt khép hờ, tạm thời ngồi yên. Trong lòng nàng phút chốc dâng lên vạn phần đau xót, người này, người này bất kể quá khứ ra sao, tương lai sẽ như thế nào, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mắt nàng, y luôn níu chặt lấy trái tim nàng, khiến nàng không kìm nén được tình cảm, khiến nàng nảy sinh đủ thứ tưởng tượng kỳ lạ. Lẽ nào nàng thật sự, thật sự có thể để y đi thật xa, sau này cũng không tìm được lý do để gặp lại? Trung cô nương đi khắp đại giang nam bắc có biết núi kỳ hồn ở đâu không đường lệ từ vẫn chống cằm nhắm mắt hóa ra y chỉ dưỡng thần chứ chưa ngủ chung xuân kế ngẩn ra núi kỳ hồn núi kỳ hồn là một ngọn đồi nhỏ nằm trong dãy núi vũ di xung quanh là núi cao rất hiếm dấu chân người đường công tử sao lại biết trên đời có núi kỳ hồn nghe cô nương nói thì hóa ra trên đời có mọn núi này thật cô nương quả nhiên có kiến thức uyên thâm Trung Xuân kế lắc đầu, không, núi Kỳ Hồn là một ngọn núi kỳ lạ, ta chưa từng đi qua mà chỉ nghe sư phụ nhắc đến. Đó là thánh địa để an táng, sau núi có thứ đất lạ màu trắng, đào đất làm mộ thì mộ này kiên cố không gì phá nổi, thi thể người được an táng có thể giữ gìn mấy chục năm không phân hủy. Nàng hạ giọng, sư phụ chôn di cốt của sư nương ở núi Kỳ Hồn. Đường lệ từ à lên, có chuyện này thật sao? Trung Xuân Kế gật đầu, nhưng chỉ mình sư phụ biết nó ở đâu. Nơi đó hoang vu bí ẩn, vắng dấu chân người, nếu không phải người trong võ lâm thì ít ai biết được cái hay của núi kỳ hồn. Nói vậy thì nhất định phải đi một chuyến rồi, thẩm lăng hồn thản nhiên nói, ngày mai lên đường. Trung Xuân Kế đã hơi bình tĩnh lại, chẳng lẽ đường công tử định mặc kệ chuyện của phong lưu điềm luôn sao? Đường lệ từ hé mắt mỉm cười, chuyện của phong lưu điểm khác có người quan tâm, tạm thời sẽ không có biến cố gì bất ngờ. Sau đó Trung Xuân Kế làm cho ba người một bữa ăn ngon. Sau trận chiến ở Thanh Sơn nhai chưa ai được nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, mọi người được thư thả một chút thì ai cũng thấy hủy hoài, ai về phòng nấy điều tức. Trong phòng đường lệ từ có việc này ta phải nói rõ, giữa đêm khuya, đường lệ từ mới điều tức xong, vẫn đang ngồi trên giường thì nghe thẩm lang hồn nói vọng từ ngoài cửa sổ vào ngữ khí vẫn như mọi khi nếu ngươi không giết được chủ nhân phong lưu điềm là hắc y tỷ bà khách liễu nhãn thì ta sẽ giết đường lệ từ mở mắt ra đây là lời cảnh cáo à thẩm lang hồn bình thản đáp không chỉ là nói rõ lập trường thôi đường lệ từ thở dài hắn là bạn ta thẩm lang hồn đứng bên ngoài cửa sổ dấu xăm hình rắn trên mặt đỏ rực lên một cách khác thường ta cũng đâu có nói ngươi không được coi hắn là bạn chẳng qua ngày nào hắn còn chưa hại chết ngươi thì ngày đó ngươi còn chưa chịu buông bỏ hy vọng à đường lệ từ không đáp thẩm lang hồn quay lưng rời đi trước ngày đó ta sẽ giết hắn đường lệ từ ngước mắt nhìn bóng lưng thẩm lang hồn ánh mắt âm u kỳ lạ khẽ thì thào nếu có một ngày hắn quay đầu tiếng thẩm lang hồn vọng lại từ xa nếu như hắn xiết cổ chết người con gái ngươi yêu sâu đậm giết chết cha mẹ và huynh trường của ngươi hạ độc chết sư tôn và bạn bè ngươi ngươi sẽ làm gì đường lệ từ không đáp thẩm lang hồn bỏ đi a à, lệ tiếng người còn lại truyền đến từ sau một cánh cửa sổ khác tên ấy xấu xa tội ác tài trời ngươi việc gì phải tốt với hắn như vậy đường lệ từ chẳng hề nhìn đến cánh cửa sổ sau lưng mình ta có rất ít bạn chỉ vân xì một tiếng chẳng lẽ họ thầm kia với lão tử không tính là bạn ngươi à đường lệ từ đáp không tính chỉ vân ngạc nhiên cái quái gì cơ đường lệ từ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi chống một tay xuống giường từ từ quay người lại các ngươi đều không hiểu ta đang nghĩ gì phải không đúng mẹ nó luôn lão tử biết thế quái nào được ngươi đang nghĩ gì nhưng dù lão tử không biết ngươi đang nghĩ gì thì lão tử vẫn quan tâm ngươi cái tên liệu khốn nạn kia cũng gian trá ác độc như ngươi, nhưng dù hắn biết ngươi đang nghĩ gì thì hắn vẫn chỉ muốn ngươi chết. Lão tử thấy đầu óc ngươi rầm rớ, căn bản không phân biệt được thế nào gọi là bạn. Chỉ vân lạnh lùng nói. Đường lệ từ nhìn hắn không chớp mắt, chỉ vân trợn mắt nhìn lại y, có lúc hắn thấy đôi mắt y đang cười, lại có lúc cảm thấy nó đang khóc. Một lúc lâu sau mới thấy đường lệ từ chậm chậm rút cánh tay đang trống trên giường về, dùng cả hai tay chậm chậm ôm lấy bản thân, thì thào rất khẽ, ta chỉ muốn có một người bạn để tâm sự. Chỉ vân hoang mang, nhìn đường lệ từ hoàn toàn không hiểu, tâm sự là cái khỉ gì cơ. Đường lệ từ nhanh chóng buông tay ra, lắc đầu mỉm cười với chỉ vân, đi nghỉ đi, bị điểm huyệt mấy ngày, chúng độc mới giải, người nên cố gắng điều dưỡng cho tốt. Chỉ vân nhăn nhó, đường lệ từ lại hòa nhã dục đi đi. Chỉ vân trợn trắng mắt lườm y thêm cái nữa rồi phất tay áo bỏ đi. Dẫu y cố gắng là một người tốt theo khuôn phép quy củ đến nhường nào, thì từ đầu đến cuối. Thật ra y vẫn rất khó chung sống với người khác. Đường lệ từ ngồi trên giường, nhìn đăm đăm vào đôi chân mình. Bóng trăng ngoài cửa sổ sáng như sương như ngọc, chiếu cái bóng của y xuống đất cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ đen tối. chương 26, Quan tài băng màu lam không 02 Ngày hôm sau, đường lệ tư thuê một vú nuôi ở chấn Cửu Phong, tạm gửi phụng phục ở nhà nàng, sau đó nhóm bốn người lên đường đến núi Vũ Di. Dãy núi Vũ Di, những ngọn núi thẳm nối đôi nhau kéo dài vô tận, núi tuy không cao nhưng rừng cây rậm rạp xanh tốt, lại nhiều sâu bỏ rắn rết ruồi mũi, dây leo cỏ độc, khó đi hơn nhiều so với miêu nha phong tuyết phủ trắng xóa. Có những lúc phải đợi chỉ vân cầm đao mở đường, chặt chặt chém chém nửa ngày cũng không đi được bao xa. Mò mẫm trong rừng rậm mấy ngày, mọi người không còn cách nào khác, đành phải tôm người bay trên rừng cây mà đi. Nhưng bay trên rừng cây lại tiêu hao quá nhiều thể lực, giữa biển cây mênh mông không biết núi kỳ hồn nằm ở nơi nào. Nếu núi kỳ hồn có thứ đất lạ màu trắng, sau khi chôn cất mộ phần khó bị hư hại, thì chắc chắn loại đất này vô cùng cứng rắn. Đường lệ từ vừa chạy trên cây vừa nói, mà nếu tuyết tuyến Từ chịu chôn cất vợ quá cố ở núi kỳ hồn, thì chắc hẳn núi kỳ hồn phải mọc rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có giống hoa lạ nào chuyên sống trên đất đá cứng rắn không? Thẩm lang hồn và chỉ vân cao mày, nói đến võ công tất nhiên hai người này là cao thủ, nhưng nhắc đến hoa cỏ thì một chữ cũng không biết. Trung xuân kế đáp, có một loài nham mai chuyên sống trên núi đá. Có điều sư phụ thích hoa trắng, nhất là giống hoa to đẹp như mọc lan, nhằm mai nhỏ xíu như vậy có lẽ sư phụ không ưng đâu. Đường lệ từ lướt qua một cây đại thủ, chưa biết chừng núi kỳ hồn lại có loài hoa đặc biệt nào đó, có lẽ chất đất và những giống hoa cỏ kỳ lạ ở núi kỳ hồn chính là nguyên nhân phong lưu điểm chọn nó làm cứ điểm, không lẽ nguyên liệu chế tạo tinh quỷ cửu tâm hoàn sinh trường ở núi kỳ hồn. Thẩm lăng hồn thản nhiên đáp, cũng có thể, đường lệ từ đột nhiên dừng lại, chỉ Vân không kịp đề phòng, suýt nữa va vào y, sao thế? Đường lệ từ phẩy tay áo, nhìn kia, nằm giữa núi non trùng trùng điệp điệp là một khe núi cây cối dây leo um tùm. Địa thế nơi này thoai thoải, bên trong sơn cốc la liệt mộ phần, không thấy thứ đất lạ trắng như tuyết kia đâu, chỉ thấy những bia đá xám xịt. Đây là chốn nào, ai đã vùi thân nơi đây, những người nằm dưới mảnh đất này đã trải qua cuộc đời thế nào, với câu chuyện ra sao? bốn người đứng trên ngọn cây, phóng mắt nhìn bao quát vô số ngôi mộ trong sơn cốc. Là ai đã phát hiện ra vùng đất này, ai đã chôn người đầu tiên xuống nơi đây? Đường lệ từ ngắm nghía một lúc rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mặt đất trong sơn cốc nở đầy hoa, nhưng không phải những giống hoa kỳ lạ mà chỉ là những bông cúc vàng bình thường. Ngừng đầu lên nhìn vào giữa những ngôi mộ, sâu bên trong hàng trúc có một đình viện. Ánh mắt thầm lang hồn đảo qua mấy ngôi mộ trên bia đá đều là những cái tên hắn chưa từng nghe ai nhắc nhưng có lẽ đây đều là danh gia trên giang hồ từ mấy mươi năm trước hay mấy trăm năm trước có vài ngôi mộ thậm chí còn không khắc một cái tên nào thuở sinh thời dẫu gây dựng được công lao hay tội nghiệt lớn đến nhường nào thì con người cũng không tránh được cái chết khi người đời sau đứng trước phần mộ liệu còn mấy ai nhớ đến những công lao kia tan vào hư vô những sai lầm cũng chỉ còn mờ mịt dù cuối cùng chỉ còn lại một đời hư vô mờ mịt nhưng con người vĩnh viễn không thoát khỏi hành trình nôn nóng chạy theo những thứ bản thân không buông bỏ được đường lệ từ thong thả đi qua những ngôi mộ không hề nán lại bước về phía đình viện trong rừng trúc đó là một tòa đình viện màu xám đen cửa chính đóng chặt bức tường quét vôi màu xám cho toát ra vẻ ảm đạm âm u không giống những căn nhà bình thường kèm theo đó là một mùi hương nồng nặc sộc thẳng vào mũi thẩm lang hồn đứng sau lưng đường lệ từ nhận xét, mùi hương thật là. Đường lệ từ mở cánh cửa lớn màu đen, cửa kêu kẽo kẹt, bên trong không một bóng người, từ lâu đã chỉ còn lại một tòa lầu trống. Ha ha, sao huyệt của phong lưu điềm dùng cho của hoa vong trần để làm vôi quét tương. Chỉ vân lạnh lùng nói, đây là thuốc mê hồn hạng nhất, năm đấy lão tử dính phải thuốc này suýt nữa thì ngậm đắng nuốt cay. Thẩm lang hồn vỗ tay lên bức tường, cố gắng moi ra một màu. Vôi tường rơi xuống lột bột, cảm giác ngột ngạt ngày càng rõ ràng. Vậy là có thể giải thích vì sao những cô gái trong phong lưu điểm đều quá khích và tàn bạo như vậy. Hơn nữa lại còn si mê tôn chủ nhà mình cứ như chúng phải tà thuật. Chỉ vân lạnh nhạt đáp là vì mấy ả đó vốn dĩ bị chúng ta Đường lệ từ bước vào gian đại sảnh, tường nhà bên trong phong lưu điểm cũng một màu xám cho phối với bàn ghế màu trắng cách bài trí này hoàn toàn không giống những gia đình bình thường. Trên bàn có đế cắm nến màu bạc, nến trắng làm đèn, bình rượu thủy tinh, cốc chén bằng bạc, một số chén bạc còn lưu lại một ít rượu màu đỏ sẫm. Hoa vong trần, vậy có nghĩa là tất cả những người sống ở đây đều có thể bị loại thuốc này ảnh hưởng. Y nâng một chiếc cốc bạc tinh xảo còn sót lại trên bàn lên, khẽ lắc lắc, nhỏ giọng nói, loại dụng cụ này, loại rượu này. Ngươi! bức tranh quái lạ này, hồ ly tóc trắng, người trong tranh chắc không phải là ngươi chứ, ha ha ha. Chỉ vân xài bước đi vào trong sảnh, chỉ thấy một dãy hành lang dài treo tranh vẽ hai bên, nhưng không phải tranh thủy mặc vẽ núi sông, mà là tranh vẽ người, không biết dùng loại màu nước gì nữa. Một bức họa vẽ bốn thiếu niên mặc quần áo kiểu dáng kỳ lạ, ngồi trong một căn phòng bài trí cũng kỳ lạ nốt, hai người đứng dựa cửa, hai người ngồi trên bàn bức họa còn lại là xương trắng chất thành gò, đầu lâu xếp thành đống, giữa ao máu lồn nhồn những mảnh chân đứt tay cụt, một bộ hài cốt đang đứng trên đống xương tàn, tay ôm một cái đầu lâu khóc lóc. Chỉ Vân ngắm nghía thật kỹ, cảm thấy hai bức họa này có nét vẽ rất giống nhau. Chẳng qua ở bức họa đầu tiên, trong bốn thiếu niên thì chỉ có ba người mặt mũi rõ ràng, người cuối cùng không được vẽ ngũ quan, chỉ là một gương mặt trống không. Hiển nhiên một trong bốn người trên tranh là đường lệ tư, mà bức thứ hai vẽ một bộ hài cốt, khả năng cao nhính là liễu nhãn. Vị chủ nhân phong lưu điểm này đúng là đa tài đa nghệ, không những biết gảy cây đàn tỳ bà quỷ kia giết người, mà tài hội họa này còn hơn xa chỉ lão đại hắn. Đường lệ tư nhìn lướt qua hai bức tranh trên tường, không nói gì thêm. Ánh mắt chung xuân kế dừng lại ở bức tranh bốn người tụ họp với nhau, tranh vẽ đường công tử sao lại ở trong phong lưu điểm. Chỉ Vân lạnh nhạt đáp, bởi vì thằng điên trong phong lưu điềm là bạn của y. Há há, bạn rất tốt. Trung Xuân kế nhíu mày, bạn tốt. Thẩm lang hồn tự dưng bồi thêm một câu, giọng cũng lạnh lùng. Đúng rồi, bạn tốt cả đời cơ đấy. Ánh mắt Trung Xuân kế dừng lại một hồi trên bức hỏa. Mơ hồ cảm thấy trong tranh dường như có gì đó quen quen, chỉ là tạm thời không nhớ ra được. Nàng lại lặp lại lần nữa, bạn tốt. Vì sao đường lệ từ lại là bạn thân với chủ nhân phong lưu điểm tội ác tay chơi? Đây là phương chu, đường lệ từ vốn đã lướt qua rồi, nhưng thấy ba người kia còn y ra đấy mới quay đầu lại, nhẹ nhàng chỉ vào một người trong bức tranh, tam thanh phương chu. Chỉ vân cẩn thận nhìn lại, phát hiện người trong tranh có mái tóc dài xóa tung, thần thái sống động, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ đanh thép, dẫu chỉ là một bức họa cũng toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Đây chính là người chết ngươi một lòng một dạ muốn tìm sao. Trong lòng Trung Xuân Kế hơi chấn động. Hóa ra người y tìm là bản thân của y, nhưng vì sao phải đến phong lưu điềm tìm thi thể bản thân? Lẽ nào y đối địch với phong lưu điềm thật ra là vì mối thù của bản thân? Hắn là một người có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Ánh mắt đường lệ từ cuối cùng đã dừng lại trên bức tranh. Hắn lớn hơn ta ba tuổi, lúc nào cũng nhận mình là đại ca dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, tưởng chừng rất khó sống chung, nhưng thật ra hắn rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác, thả ôm nỗi khổ trong lòng chứ tuyệt đối không tỏ ra yếu thế trước mặt bất kỳ ai. Y vốn chỉ định liếc qua bức tranh kia một chút thôi, nhưng giờ lại nhìn đăm đăm rất lâu không rời mắt được, khẽ cười, chờ hắn tỉnh lại rồi, các ngươi sẽ biết ta không hề nói quá. Chỉ vân ho khan, thầm lang hồn khẽ thở dài, chỉ có trung xuân kế hoang mang không hiểu chẳng phải hắn qua đời rồi sao? Đường lệ từ rõ ràng đã nói y đến đây tìm một thi thể, nếu đã là thi thể thì làm sao tỉnh lại được? Rồi hắn sẽ tỉnh lại thôi, đường lệ từ đi qua hành lang dài vô tận, ba người không hẹn mà cùng theo sát y. Phiêu linh mi huyền xem ra không hề âm u đáng sợ, nhưng đường lệ từ lại khiến người ta có cảm giác bất an. Đi hết hành lang lại đến một gian phòng kê bàn ghế trắng, bàn ghế trong đây tinh xảo hơn nhiều, trạm trổ hoa văn phức tạp trên tường cũng treo tranh vẽ hoa cúc vàng trong sơn cốc ngoài kia gian phòng này rất lớn có đến bốn cánh cửa dẫn vào bốn hành lang khác nhau bố cục lạ lẫm chưa từng thấy còn người thẩm lang hồn hơi co lại mọi người không nên chia nhau ra chỉ vân nắm chắc đao trên tay bốn phía đều là hành lang khiến hai người cảnh giác cao độ dù trong phòng không có ai thì vẫn có thể lưu lại cạm bẫy chỉ vân Ngươi và Trung cô nương đợi ở đây. Đường lệ từ thông thả quan sát một lượt bốn cánh cửa. Ta với Thẩm Lam Hồn vào trong thăm dò xem sao. Trung Xuân kế nói: Ta thấy nên nghe lời Thẩm đại ca thì hơn. Bốn người chúng ta không nên chia ta. Đường lệ từ khẽ cười. Nếu cạm bẫy bên trong vây hãm được Đường lệ từ và Thẩm Lam Hồn, vậy thì bốn người cùng vào cũng sẽ không ra được. Hai người ở lại đây. Nếu qua một bữa cơm chưa thấy chúng ta quay ra thì hãy phá căn nhà này đi đừng có xông vào. Chỉ Vân lạnh lùng nói, đi đi, trên đời này có cạm bẫy nào nhốt nổi lão hồ ly đường lệ từ nhà ngươi. Nếu ngươi không ra được thì ta biến luôn. Đường lệ từ quay đi, được vậy thì còn gì bằng. Thẩm lang hồn nhìn lối vào hành lang, nếu các ngươi muốn phá căn nhà này thì tốt nhất hãy tìm một ít bùn nhão chát lên cho ẩm tường rồi mới phá. Chỉ Vân xì một tiếng, người nghĩ lão tử mới chân ướt chân giáo bước vào giang hồ à thẩm lang hồn không đoái hoài đến hắn nữa bình thản hỏi đi bên nào trước đường lệ từ nhìn lối vào phía đông mỉm cười nho nhã ôn hòa đông tây nam bắc chúng ta bắt đầu từ cửa đông đi bóng lưng hai người biến mất sau cánh cửa phía đông thật ra lối vào này trang trí hoa lệ không có cảm giác âm u nhưng lại khiến trung xuân kế chấn động tâm can chỉ vân cực kỳ sốt ruột khoanh tay trước ngực dựa vào tường hắn nghĩ không biết con hồ ly tóc trắng kia toan tính điều gì mà lại để nha đầu này đi cùng bọn họ đi với nàng ta thì có ích lợi gì ngoài vướng víu tay chân thì còn ngứa mắt nữa chưa kể sư phụ nàng ta còn là lão háo sắc già mà không nên nết kia nữa ăn hại vô cùng trung xuân kế ngơ ngác đứng giữa gian phòng nàng không biết đường lệ từ mời nàng đi cùng có phải vì y đã nhìn thấu tà niệm trong lòng nàng không hay là y phát hiện ra nàng từng nghe người áo đen liễu nhãn kể chuyện rồi nhận một bình thuốc từ tay hắn. Mà biết đâu y chưa từng hoài nghi nàng, vì có chút hào cảm với nàng cho nên mới. Trong gian phòng tĩnh lặng như tờ chợt vang lên một tiếng cạch nhỏ từ trong vách tường. Chỉ vân quay phát lại, nhất hoàn độ nguyệt đã nắm sẵn trong tay thì bức tranh vẽ hoa cúc vàng trên tường bỗng rơi bịch xuống đất, vỡ thành năm sáu mảnh. Trung xuân kế tái mặt đi, tay phải đè lên kiếm. Trong phòng không còn ai khác, tại sao bức tranh kia lại rơi xuống được. Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng choang, lẽ nào còn có ma quỷ. Thẩm lang hồn và đường lệ từ đi vào hành lang phía đông, trên tường hành lang vốn đã treo đèn L ông màu trắng, lại đục thêm nhiều lỗ hồng hình tròn lấy ánh sáng nên không hề tối tăm. Đi chưa lâu đã thấy một cánh cửa, thẩm lang hồn đầy nhẹ cho cửa mở ra, là một gian khuê phòng của nữ nhi. Xem ra rất nhiều nữ tử trong phong lưu điềm đã sống ở đây. Nhưng đây không phải nơi thích hợp để chôn người chết. Năm ngón tay của Đường Lệ từ chạm lên tường, nhẹ nhàng vuốt xuống, đây vẫn là cho tàn của hoa vong trần. Những cô gái ấy ngày đêm chịu ảnh hưởng của thứ thuốc này, có lẽ ban đầu chỉ hơi dung dinh trước Liễu Nhãn, nhưng ngày tháng dần trôi sẽ biến thành tương tư khắc cốt ghi tâm. Có điều, Liễu Nhãn không hề biết công dụng của hoa vong trần, trong phong lưu điểm nhất định còn có một cao thủ dùng độc khác hai người sánh vai nhau tiến lên, mở cửa từng gian phòng để tìm kiếm. Tuy nói là tìm thi thể Phương Chu, nhưng cũng nhằm làm rõ lai lịch phong lưu điềm. Trà xét xong mấy chục gian phòng, phía cuối hành lang đột nhiên tối sầm lại, phía trước rộng rãi thông thoáng nên ánh sáng cũng đột ngột mở đi. Đây là một gian phòng rộng thanh thang, trên nền đất xếp nến trắng thành hình lá liễu kéo dài đến vô tận, cuối gian phòng là một cánh cửa trang trí bằng vàng. Hai người nhìn nhau, Thẩm Lang hồn hờ hững hỏi, tính sao đây? Đường Lệ Từ khẽ cười, về thôi. Hai người lần theo lối cũ, quay về tìm cánh cửa khác. Trở lại gian phòng ban đầu, Đường Lệ Từ bỗng khựng lại. Thẩm Lang hồn liếc nhìn dinh phòng trống trơn. Hai người vừa nãy còn đứng chờ ở đây, giờ đã biến mất không còn tâm tích. Có chuyện gì vậy? Thẩm Lang hồn hơi biến sắc. Sao lại thế này? Gian phòng này giống hệt gian phòng ban nãy nhưng hai người còn sống sờ sờ kia đã hoàn toàn bốc hơi. Với võ công của Chỉ Vân, tuyệt đối không thể bị người khác bắt đi mà không nghe tiếng động nào. Đôi mắt đường lệ từ xoay chuyển, quét qua tất cả mọi thứ trên tường, vừa rồi hình như có tiếng vật gì đó rơi. Nhưng trong này không có vật gì rơi vỡ, thẩm lang hồn nằm úp xuống đất nghe ngóng, không có tiếng bước chân, nhưng trong vòng 10 bước chắc chắn có người. Đường lệ từ nhìn đăm đăm bức tranh vẽ hoa cúc vàng, đồ đạc trong phòng rất đơn sơ, nếu có người thì chắc chắn phải nhìn thấy, cho nên. Thẩm lang hồn đứng dậy, bình thản nói, nếu có người thì nhất định đang ẩn nấp sau bức tường. Đường lệ từ vung tay, cây đó là tiếng đổ vỡ ầm ầm, vách tường treo bức tranh hoa cúc vàng sụp xuống lộ ra một lỗ hồng lớn. Chỉ thấy phía bên kia lỗ hồng quả nhiên có người, chợt nghe tiếng kim loại liên tiếp va nhau kêu len keng. Ánh đao sáng như tuyết phóng thẳng tới trước mặt. Đường lệ từ vung tay phất đao đi, ánh đao sượt qua, lọn tóc đen bên trán y cuốn lên theo gió, một thanh phi đao đeo khoen bạc đã kẹp lại giữa hai ngón tay y. Hở, sao các ngươi lại trở về từ bên kia vách tường? Chỉ vân lách qua lỗ hồng mà đường lệ từ vừa đánh vỡ, leo sang bên này. Thẩm lăng hồn nhàn nhạt tiếp lời, sao gian phòng này lại giống hệt với phòng cách vách vậy? Trung Xuân Kế cũng leo tường vào theo, gương mặt đầy kinh hãi, sao lại thế này? Gian phòng này vốn là hình tròn, bên trong chia làm hai, mỗi bên có bốn cánh cửa, hai bên bầy biện giống nhau như đúc. Đường lệ từ nói, khi có người bước vào phòng, sức nặng hai bên không đồng đều, gian phòng sẽ bắt đầu chuyển động. Nó xoay rất chậm nên người ta khó phát hiện ra, sau khi dịch chuyển thì bốn cánh cửa trong gian phòng này đã không còn thông với lối đi ban đầu nữa, mà muốn đi ngược lại hành lang kia cũng không thể trở về gian phòng ban đầu. Y gõ nhẹ ngón tay lên vách tường, có điều bức tường này mỏng thế, loại cơ quan này cũng chẳng cao siêu gì. Gọi cái này là cạm bẫy thì hơi quá, cùng lắm chỉ là trò chơi thôi. Xem ra phiêu linh mi huyền là một mê cung bố trí đầy cơ quan. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.